thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dòng đời lặng lẽ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. Khách dự tiệc đám hỏi tại nhà Quốc hôm ấy hình như chỉ có mình Thăng là người ngoài, nghĩa là không có họ hàng thân thích gì với cả Quốc lẫn Liên, người vợ sắp cưới của Quốc. Lúc Quốc điện thoại ngỏ lời mời, Thăng đã ngần ngại muốn từ chối, bởi chàng biết theo thông lệ từ trước đến nay, tiệc đính hôn thường vẫn chỉ dành riêng cho người trong gia đình. Dẫu thân nhau như tay chân, Thăng vẫn tự cảm thấy sự có mặt của mình không cần thiết. Huống chi hôm ấy lại là thứ bảy, chàng có hẹn trước với mấy người bạn cùng sở kéo nhau đi Las Vegas nhập sòng một ngày để quên hết những lo toan của cuộc sống thường nhật. Nhưng Quốc cứ nói mãi, Thăng đành nhận lời đến dự. Đời người mấy thủa, đánh bài thì đánh ngày nào chả được. Đám hỏi của thằng bạn thân lấy vợ lần đầu đâu phải lúc nào cũng dễ xảy ra, nhất là đối với Quốc xem chừng rất khó tính trong tình yêu, chủ trương kén chọn ngay từ thuở mới lớn. Bây giờ đã trên 30 mới quyết định dừng chân tìm một mái ấm. Đến chia vui với nó cũng là một kỷ niệm đẹp mà về sau Quốc sẽ nhớ mãi. Thăng suy nghĩ một lúc rồi quyết định thay quần áo đến nhà Quốc, ôm theo một gói quà nhỏ. Lúc Thăng bước vào, mọi người đã tề tiểu đông đủ, ngồi đầy ở phòng khách và phòng ăn để chuẩn bị sang nhà gái. Chàng thấy Quốc đang cắm lại mấy bông hoa trong cái bình pha lê đặt trên kệ kê sát vách. Quốc mặc bộ com lê ba nút màu xanh đậm mà thoáng nhìn người ta đã biết ngay là loại đắt tiền. Hai người vốn có chung một sở thích là mua áo quần của Hugo Boss, và mỗi lần sắm được thứ gì mới, Quốc thường đem khoe ngay với Thăng. Bộ vest này Thăng chưa thấy Quốc mặc bao giờ, chắc hẳn là mới khuân về để dành riêng cho buổi tiệc đính hôn hôm nay. Thăng cất tiếng chào mọi người rồi đến thẳng sau lưng Quốc và bảo: "Định đi casino kiếm ít tiền tiêu vặt, mà vì đám hỏi của mày tao phải ở lại. Như vậy là vì mày mà bữa nay sở hội của tao hụt đến mấy ngàn." Quốc đứng thẳng lên, quay người lại, vừa bắt tay Thăng vừa cười đáp: "Hụt đi mấy ngàn hay là nhờ tao mà hôm nay mày saving được mấy ngàn? Mày vẫn bảo tao rằng đánh bạc thì cần nhất là phải trường vốn. Casino có vốn bạc tỷ, mày bạc ngàn mà mày đòi ăn nó à?" Thăng đặt gói quà bên cạnh bình hoa rồi dùng cả hai tay nắn lại cái nút cà vạt cho Quốc và gật gù khen: "Đẹp trai lắm, bộ đồ thì thường thôi, nhưng mà nhờ cái cà vạt gỡ lại, bữa nay trông mày trẻ lại được đến mấy tháng." Biết Thăng hay nói đùa, Quốc phì cười rồi hỏi: "Công việc làm ăn bên Việt Nam có gì lạ không? Bao giờ mày lại về bên ấy?" Thăng không trả lời câu hỏi của Quốc, chàng kéo tay Quốc lôi hẳn ra hiên rồi hỏi lại: "Mày lấy ai vậy? Quen hồi nào?" "Chắc là tiếng sét ái tình chứ gì. Mày vốn nổi tiếng là kén chọn, sao tự dưng lại quyết định nhanh như vậy?" Quốc tặc lưỡi, hãnh diện đáp: "Nhanh đâu mà nhanh, cũng mấy tháng rồi. Mày quên là mày ở lì bên Việt Nam đã cả nửa năm mà. Tao đâu có dịp gặp mày mà giới thiệu fiancé của tao. Bọn mình già hết rồi, quay đi quay lại sắp bốn bó cả rồi. Lấy vợ là vừa chứ còn chờ gì nữa." Thăng nghiêm mặt nói: "Tao có lời mừng cho mày, mồ yên mã đẹp. Tuần tới tao lại đi. Chừng nào làm đám cưới thì nhớ cho tao biết. Cưới xong hai đứa chúng mày nên về honeymoon ở Việt Nam. Tao có sẵn nhà trên Đà Lạt, mày muốn ở bao lâu cũng được." Quốc chưa kịp nói gì thì trong phòng ngủ có tiếng điện thoại reo. Quốc vỗ vai Thăng và nói: "Mày chờ tao một chút," rồi bỏ chạy vào trong. Bà mẹ Quốc từ dưới bếp đi lên thấy Thăng vui mừng nói như reo: "Tưởng là cậu về không kịp chứ, nghe nói cậu cũng lấy vợ bên Việt Nam phải không?" Rồi không chờ Thăng trả lời, bà kể: "Đúng là duyên số cậu ạ. Không tin cũng không được. Thằng Quốc nhà tôi nó cứ kén mãi, người nào nó cũng chê, cứ tưởng là nó ở vậy đến già ấy chứ. May mà lại gặp cái con bé này, trẻ hơn nó đến 10 tuổi mà ngoan lắm,
nhanh mồm nhanh miệng, nấu nướng thì giỏi vô cùng. Nhất là cái siêng năng đi đọc kinh đi lễ nhà thờ ấy. Bác thì bác chỉ cần cái đấy thôi. Bên này người ta lười lắm, nhà thờ nhà thánh cha chịu đi gì cả. Thăng mỉm cười thông cảm. Đối với một gia đình sùng đạo như bố mẹ Quốc thì cái tiêu chuẩn tiên quyết để kén con dâu là phải đọc kinh càng nhiều càng tốt. Thăng tò mò hỏi: Quốc nó quen cô này ở đâu vậy bác? Ôi dào, nào ai biết chúng nó quen ở đâu. Tự dưng thì dẫn về giới thiệu với cả nhà, rồi cứ đùng đùng đòi làm đám hỏi. Thế là ông nhà tôi với tôi sang nói chuyện với người ta. Ông bà ấy thì mới ở Việt Nam qua đoàn tụ, còn thế lớn người ta bảo lãnh ấy mà. Nhà nghèo nhưng mà được cái tốt tính lắm, giản dị nữa, thế nào cũng được, chả vẽ vời gì cả. Lát nữa đi cậu gặp thì biết ngay, được lắm. Thăng gật đầu chia vui. Quốc nó lấy vợ con cũng mừng bác ạ, tại con biết nó khó tính lắm mà. Mẹ Quốc nhanh nhẩu ngắt lời: Thì bác cũng mừng chứ có phải một mình cháu đâu. Nói ngay thì cả nhà bác đều mừng cả. Hôm mà nó dẫn con bé về, bác với bác trai bằng lòng ngay, gấp vào thưa ra gửi lễ phép vô vàn. Này mới qua thành ra cũng chưa có nhiễm cái tính tự do bên này mà. Cả nhà bác ai cũng khen là Quốc nó khéo chọn. Bà vừa dứt lời thì Quốc từ trong buồng bước ra và lớn tiếng giục mọi người chuẩn bị lên đường. Quốc nói lớn: Thôi đi, trễ quá rồi người ta đợi. Mọi người trong nhà lần lượt kéo ra, chia nhau chui vào 4 chiếc xe nhỏ. Quốc ngồi chung với Thăng, dẫn đầu cuộc hành quân tiến sang nhà gái. Quãng đường ngắn ngủi chỉ 10 phút đã tới nơi. Lố nhố dăm ba người đang đứng chờ sẵn ngoài sân, lịch sự mở cửa xe đón khách. Thăng nghe giọng nói của một đứa bé cất lên: Nhà trai đến, họ tới rồi ba ơi. Chàng thấy sống lại cái không khí rộn rã ở quê nhà, cưới xin bày ra đủ mọi thủ tục, tuy mất thì giờ nhưng rất vui mắt. Chàng bước xuống đi sát bên cạnh Quốc, thỉnh thoảng nói đùa một câu để cả hai cùng bật cười thoải mái. Từ trong nhà một người đàn ông tiến ra. Ông ta chạc tuổi 60, tóc lưa thưa ngả hai màu, nước da đen sạm và nhất là hàm răng ám khói, đang nở nụ cười rạng rỡ để đón mừng nhà trai. Bộ com lê chật cứng như bó vào người, càng làm nổi bật cái nét quê cạch của một người mới từ Việt Nam qua, chưa đủ thời gian gột rửa. Khi ông đến gần, Quốc nhanh nhẩu giới thiệu với Thăng: Đây là ba của Liên. Thăng gật đầu chào. Ông bắt tay một loạt rồi mời tất cả vô nhà. Phái đoàn nhà trai hơn 10 người xếp hàng hai, bưng theo mấy cái mâm đựng trà và bánh kẹo gói trong giấy kiến đỏ, chậm rãi tiến vào căn nhà còn thoang thoảng mùi sơn. Nhà chắc đã cũ lắm, nhưng đồ đạc nhiều thứ mới sắm bày biện gọn gàng để chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay. Hai bên an vị xong, nhân vật chính là cô dâu tương lai mới từ phòng ngủ bước ra. Nàng mặc áo dài hồng, quần trắng, tươi cười chắp tay chào mọi người bằng cử chỉ hết sức lễ độ và đoan trang. Nắng buổi trưa từ khung cửa sổ hắt vào tỏa ánh sáng rực rỡ trên khuôn mặt trang điểm rất kỹ lưỡng của nàng. Nàng khom người tiến lại bên Quốc, chớp mắt ngước nhìn người yêu trìu mến. Quốc nắm bàn tay Liên và quay sang bảo Thăng bằng giọng hãnh diện: Bà xã ra đây. Rồi Quốc vui vẻ nói nhỏ với Liên, nhưng cố ý để Thăng cùng nghe: Anh Thăng đây là bạn rất thân của anh từ thời còn đi học với nhau. Anh ấy đang làm ở Việt Nam, thành ra chưa có dịp gặp em. Từ nãy đến giờ anh ấy cứ thắc mắc và nóng lòng hỏi thăm về chuyện tình của chúng mình, nhưng mà anh bảo là chuyện tình của chúng mình nhạt nhẽo lắm, chả có gì đáng kể cho anh ấy nghe. Liên khẽ cúi đầu chào Thăng và đáp lễ bằng một câu sáo ngữ: Dạ, hân hạnh được gặp anh. Anh Quốc vẫn nhắc đến anh luôn ạ. Thăng chố mắt nhìn Liên, gật đầu chào lại và ú ớ nói: Dạ, chúc mừng chị. Quốc ngạc nhiên thấy Thăng chỉ nói vắn tắt có một câu. Chàng vội thúc cùi trỏ vào lưng Thăng, khiến Thăng vội thêm: Tôi đang bận công việc ở Việt Nam, mà anh Quốc cứ nhất định bắt tôi phải qua dự ngày vui của anh chị. Liên tỏ vẻ cảm động nói: Dạ, cảm ơn anh. Anh về dự thì bọn này mừng lắm ạ. Nàng vừa dứt lời thì ông bố Quốc hắng giọng một tiếng làm hiểu rồi đứng dậy. Tức thì mọi người cùng đứng lên theo để nghe ông nhập đề mở đầu nghi thức. Lợi dụng lúc mọi người chăm chú nhìn ông, Thăng lặng lẽ lùi dần ra phía sau,
rồi len lén bỏ hẳn ra ngoài sân. Chàng đi vòng hông nhà, ra tuốt mãi ngoài lề đường, khuất hẳn tầm mắt của mọi người, rồi mới ngồi xuống lảo đảo dưới một gốc cây lớn trên lề đường, như vừa bất thần bị trúng gió. Chàng thẫn thờ nhặt cái que khô bên cạnh, bẻ vụn trong bàn tay và quăng xuống chân. Mặt chàng tái nhợt và hơi thở vẫn còn dồn dập như mới gặp ma. Thăng không thể lầm được, lúc nãy vừa nhìn thấy Liên lần đầu, chàng đã suýt kêu lên thành tiếng. Người vợ khả ái mà thằng bạn thân của Thăng đang cực kỳ say mê chính là một cô gái điếm hành nghề tại thành phố này, mà Thăng đã một lần ăn nằm giải quyết sinh lý với giá 150. Chàng nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy, cách đây gần một năm, chàng và một người bạn tên Vũ đi đánh tennis như thông lệ mỗi tuần 2 lần. Sau trận đánh, Vũ rủ chàng đi chơi và chàng nhận lời ngay, dù trong lòng không háo hức lắm. Cái mục giải trí này Thăng vốn rất ít khi chủ động nghĩ tới. Lâu lắm gặp bạn bè rủ rê thì chàng cũng gia nhập cho biết với người ta. Và đến nơi, nếu không thấy cô gái nào vừa mắt thì chàng không nhập cuộc, chỉ ngồi đó kiên nhẫn chờ bạn mình xả xui xong rồi về không. Vũ thì có vẻ sành sỏi lắm, dù đã có vợ 2 con, bao nhiêu hang ổ trong thành phố, chỗ nào gái Mỹ, gái Thái Lan Vũ đều biết cả, và thỉnh thoảng vẫn kể cho Thăng nghe. Khoảng 2 năm nay, từ khi khám phá ra Liên, Vũ bỏ hết những chỗ khác để chỉ còn trở đi trở lại với Liên, trung bình cứ mỗi tháng 1 lần. Vũ bảo Thăng: "Có em này khá lắm, y như con gái nhà lành, bảo đảm ông gặp ông sẽ khoái." Thăng chỉ cười và lặng lẽ theo Vũ lên xe. Trong mỗi người đàn ông, hình như tự bẩm sinh đã được hay đã bị trời gán cho một cái chất đam mê nhục dục ở nhiều mức độ khác nhau. Có người như Thăng rất ít khi nghĩ đến, hay nói đúng hơn, không thường xuyên bị thôi thúc. Ngược lại, có những người như Vũ dường như lúc nào cũng bị ám ảnh, nghĩa là thân xác luôn luôn đòi hỏi phải tìm một chỗ để giải tỏa, và rồi lâu dần trở thành một thói quen, một cái thú mà Vũ cho là tự nhiên, không có gì xấu. Dọc đường đưa Thăng đến nhà chứa, Vũ luôn miệng suýt xoa mô tả những cô gái sang hồ mà anh đã gặp, và anh muốn Thăng chia sẻ cái kinh nghiệm ăn chơi anh đã đi qua, kể cả một lần bị cảnh sát bắt gặp ngay tại trận đưa về bót. Cũng may là dạo đó Vũ còn độc thân nên cũng không gặp rắc rối gì đáng kể. Ngồi bên cạnh Vũ, nghe Vũ kể chuyện, Thăng thấy cũng vui tai, dù không tin lời Vũ lắm. Chẳng phải vì Vũ nói dối, mà vì cái nhìn thẩm mỹ mỗi người một khác. Biết đâu cái cô gái mà Vũ đang tán tụng, chỉ lát nữa đây khi gặp mặt, Thăng sẽ vô cùng thất vọng. Dù sao thì Thăng cũng gặp thử một lần, xem nhận xét của Vũ đúng được bao nhiêu phần trăm. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Thăng nằm với Liên. Liên hành nghề tương đối kín đáo tại một căn nhà nằm sâu trong khu chung cư còn khá mới, cách biệt hẳn vùng sinh hoạt thương mại của người Việt. Động của nàng chỉ có 4 cô, trong đó có lẽ nàng là người mới nhất và trẻ nhất. Gọi là điếm hàng sang thì cũng không đúng lắm, nhưng dân chơi muốn gặp nàng phải điện thoại lấy hẹn trước qua người quản lý, cũng là chủ căn nhà chứa, rồi trả tiền cho ông ta trước thì ông mới liên lạc gọi Liên tới. Chính vì vậy, tuy chẳng có nghề nghiệp gì chính thức mà trong bóp của Liên lúc nào cũng phải mang theo cái beeper. Lối chơi hẹn giờ này có cái ưu điểm mà khách rất thích, là không bao giờ khách phải chạm mặt người quen cùng ngượng ngập ngồi chờ ở phòng đợi, nhất là những ông đã lớn tuổi, con cháu đầy đàn, hoặc những khuôn mặt tai mắt trong cộng đồng, lâu lâu cần tìm chút của lạ đổi món thay thế bà vợ già ở nhà. Về phía Liên, tiếp khách hẹn giờ cũng có cái lợi cho nàng là trong thâm sâu nàng cảm thấy an toàn, ít ai biết, ít gặp những đám khách ồn ào say sưa, và nhất là bớt được sự dòm ngó của lối xóm, sự theo dõi của cảnh sát. Nó cũng tránh cho nàng cái cảnh khó chịu khi phải đứng chung một bầy con gái để khách chỉ trỏ chọn lựa. Người đến giải sầu với nàng dĩ nhiên đâu có dám khoe ra cho thiên hạ biết. Bởi vậy suốt 2 năm hành nghề, Liên vẫn tin là cả thành phố không có ai rõ tung tích của nàng, ngoại trừ ông Tư, chủ chứa. Mỗi lần khách xả xui, Liên được 100, chủ nhà ăn 50. Nếu ngủ qua đêm thì khách nộp 300, nàng lấy 2, đầu nậu lấy 1. Lâu lâu gặp khách hào phóng, nàng có thêm phần tiền tip, đôi khi còn nhiều hơn cả tiền công chính thức. Buổi chiều hôm ấy, sau khi lấy hẹn, Vũ lái xe đưa Thăng đến một căn nhà tiền chế khang trang,
không có vẻ gì là một động mái dâm. Thằng vốn sợ những căn nhà chứa mà bên trong nhìn thứ gì chàng cũng có cảm tưởng là dơ bẩn, làm chàng cột hứng, chỉ muốn bỏ về. Ở đây thì khác hẳn, chàng bước vào và thấy ngay cái không khí bình thường, y như đang ngồi ở phòng khách một tư gia thuộc loại trung lưu. Vũ nhìn Thăng hất hàm nói một cách hãnh diện: "Được không? Bảo đảm an toàn 100%. Thăng mỉm cười gật đầu nhưng không đáp. Vũ lại dặn: "Để tôi giới thiệu ông với anh Tư xếp xong ở đây, rồi tôi cho ông số phone, người quen ông ấy mới tiếp." Thăng đâu có ham cái trò này, nhưng thấy Vũ ra vẻ tự đắc và ham hở, muốn chứng tỏ với Thăng là mình lịch lãm, Thăng đành gật đầu chiều ý. Vũ cũng quen Quốc, ngày xưa cùng đi học chung, nhưng vì biết Quốc không thích cái khoản này nên chẳng bao giờ Vũ rủ. Vũ và Thăng thường nói đùa với nhau là Quốc đã tắt lửa lòng, và cả hai chẳng bao giờ nghĩ có một ngày Quốc lại lấy vợ. Chủ nhân bưng ra hai lăng coca, Vũ vội đứng dậy và nói: "Anh Tư, đây là bạn của tôi. Từ nay hễ ông ấy muốn đến chơi thì anh take care dùm ngay anh Tư." Chủ nhân tươi cười gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Liên đẩy cửa bước vào. Thăng ngước nhìn và hài lòng ngay. Liên có thân hình hấp dẫn, dáng cao rong ròng, áo quần tươm tất, gặp ngoài đường không thể nào Thăng hình dung nổi nàng là gái điếm. Chủ nhân bảo Thăng và Vũ: "Dạ, còn một cô nữa chắc cũng sắp tới. Hai anh nào đi trước với cô này thì mời vào trong." Giọng nói dịu dàng, cử chỉ lịch thiệp, nhưng ông là người dày dạn lâu năm trong giới giang hồ. Gặp khách đàng hoàng, ông đàng hoàng lại. Gặp người cà chớn, ông sẵn sàng đối phó thẳng tay. Để phụ việc với ông còn có thêm một gã security guard người Mỹ, to cao rành ràng, thường xuyên túc trực trong căn phòng nhỏ sắt cạnh bếp. Vũ đưa mắt nhìn Thăng rồi nhoài người ghé tai Thăng và bảo: "Ông thấy tôi nói đúng không? Con nhỏ này là nhất ở đây đấy. Lần nào đến đây tôi cũng chỉ nằm với nó thôi. Body nó đẹp lắm, đẹp mà biết cách chiều khách nữa. Động này ăn khách là nhờ nó. Bữa nay tôi nhường cho ông đó. Ông thử cho biết, bảo đảm ông sẽ phải trở lại. Ông vô với nó đi, ông đi trước đi." Thăng gật đầu đồng ý ngay. Vợ Vũ cũng còn trẻ, nhưng nhan sắc bề ngoài thì không bằng cô gái giang hồ này. Thăng vội đứng lên cùng Liên vô phòng, khép cửa, cài then lại. Nàng chỉ buồng tắm và ân cần bảo Thăng: "Anh vô tắm đi, khăn với xà bông có sẵn trong đó rồi." Thăng lưỡng lự đáp: Anh vừa mới tắm xong ở ngoài sân tennis." "Nhưng mà anh tắm lại một lần nữa đi, em quen tiếp khách như thế rồi, anh thông cảm nhé." Nhìn ánh mắt dịu dàng và nghe giọng nói ấm áp của Liên, Thăng hài lòng bước vô buồng tắm và bắt đầu cởi quần áo. Ít khi Thăng đến những chỗ này nên anh bâng khuâng tự hỏi, một cô gái nhan sắc tương đối khá lại biết cách trang điểm và ăn mặc, lấy chồng cũng dễ dàng, tại sao lại phải làm nghề này? Chàng đứng dưới vòi nước hoa sen, vừa xoa xà phòng, vừa suy nghĩ vơ vẩn về cuộc đời. Liên đẩy cửa buồng tắm, thò đầu vào. Thăng cứ tưởng nàng sẽ vô tắm chung và làm massage cho mình như thiên hạ thường kể, nhưng nàng chỉ nhỏ nhẹ nhắc: "Nửa giờ thôi đấy anh nhé." Thăng sực tỉnh vội tắt vòi nước, lấy khăn bông lau từ cổ, trở xuống và bước ra. Chàng thấy Liên đã tắt ngọn đèn trần, căn phòng chỉ còn mờ mờ chút ánh sáng từ màn cửa trắng đục chiếu vô. Liên cởi hết quần áo lên giường nằm sẵn, tay cầm cái cần đâm. Ngoắc Thăng leo lên. Thăng đứng nhìn nàng từ trên xuống dưới, lòng bừng lên một nỗi dạo dực mãnh liệt của thể xác. Chàng tiến lại ngồi xuống mép giường rồi từ từ nằm ngửa bên cạnh Liên. Chàng lật người úp mặt vào ngực nàng. Trong khoảng không gian mờ tối, trên làn da trắng mịn giữa ngực nàng, Thăng vẫn nhận ra cái nốt ruồi nhỏ xíu nhưng đen nhánh nổi hẳn lên như để tạo thêm sức hấp dẫn và sự lưu luyến cho những người ghé qua ôm ấp nàng trong chốc lát. Nàng ngước nhìn đồng hồ trên tường rồi nhẹ nhẹ đẩy Thăng nằm ngửa ra, và nàng từ từ trườn người xuống áp mặt trên bụng Thăng. Thăng dùng mình nhắm mắt lại và bàn tay chàng theo phản xạ tự nhiên đưa xuống bấu trên vai Liên. Trong cơn sôi sục bừng bừng của dục vọng, chàng vẫn đủ tỉnh trí để thoáng nghĩ đến Vũ đang ngồi ngoài phòng đợi. Chàng cảm phục thằng bạn tennis đã mò mẫm tìm ra những chỗ ăn chơi kín đáo, và nhất là đã khám phá ra Liên xứng đáng để chàng bỏ thì giờ và tiền bạc đến đây. Vũ nhận xét đúng, Liên có cái dáng vẻ của một cô con gái nhà lành, nhưng trong nghề nghiệp thì lại đầy kinh nghiệm, đàn ông gặp nàng sẽ rất khó quên.
Thăng trả 150 để nằm với Liên nửa tiếng. Nhưng chưa đầy 20 phút, chàng đã lồm cồm ngồi dậy, thơ thới mặc quần áo. Chàng cười cười đưa mắt nhìn quanh căn buồng nhỏ, trong khi Liên cầm cái quần lót bước vô buồng tắm. Nhiệm vụ của nàng đã xong, đáng lẽ Thăng cứ việc bỏ ra ngoài gặp Vũ, nhưng vì chút cảm tình riêng, vì muốn tỏ ra lịch sự, chàng thọc hai tay vào túi quần và đứng chờ Liên ở cửa phòng tắm. Chàng nghe tiếng nước xối một lúc rồi im bặt. Liên quấn chiếc khăn bông quanh bụng bước ra, hơi ngạc nhiên thấy Thăng vẫn còn đó. Thăng bật đèn rồi moi túi tặng nàng thêm mấy chục đồng. Chàng nhìn Liên lưu luyến, nghiêng đầu hôn nhẹ trên má nàng và nói: "Cảm ơn em, có dịp anh sẽ trở lại." Nói thế nhưng sau lần đầu tiên khoái lạc ấy, Thăng không còn gặp lại Liên nữa, mặc dù hình ảnh Liên vẫn còn đậm nét trong đầu chàng. Nhiều hôm hứng tình, Thăng cũng muốn quay lại tìm nàng, nhưng Thăng không có số phone của ông Tư chủ động. Thậm chí có lần sợ làm gửi đi công tác xa, Thăng đã nảy ra ý định rủ Liên đi theo, bao nàng luôn mấy ngày cho có bạn. Nhưng Vũ là đầu mối của đường dây bí mật này, đã về sống hẳn tại Sài Gòn, nên Thăng chẳng biết đằng nào mà liên lạc tìm Liên. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã vật đổi sao rời. Bằng đi có gần một năm, hôm nay gặp lại thì Liên đang trở thành người vợ sắp cưới của Quốc, thằng bạn chí thân hơn 10 năm gắn bó với Thăng. Chàng thấy lòng quặn đau vì nghịch cảnh. Dĩ nhiên Liên không nhớ Thăng, bởi Thăng cũng chỉ là một khách qua đường như hàng trăm gã đàn ông khác, từng trả 150 để leo lên người nàng nửa tiếng rồi ra đi. Huống chi hôm nay Thăng lại mặc đồ lớn, tóc tai uốn ép sấy gội rất kỹ lưỡng, khác hẳn ngày thường, thì làm sao Liên nhận ra chàng được. Nhưng Thăng thì không quên, một phần vì chàng ít khi đi chơi, một phần vì chàng nhớ rõ cái cảm giác tội nghiệp Liên lúc hai người mới bước vô buồng hành lạc. Một thằng đàn ông thiếu kinh nghiệm giang hồ như Thăng thường dễ bị xúc động vớ vẩn lắm. Ngày ấy chàng thấy thương Liên, nhưng chỉ là sự thương hại thoáng qua, không để lại chút dằn vặt nào. Hôm nay thì chàng thấy thương Quốc, mà thương một cách sâu xa, đau xót, bởi thằng bạn chàng cả đời kén chọn rút cuộc lại vớ ngay một cô gái bán thân nuôi miệng, từng ngủ với biết bao nhiêu người, trong đó có cả chàng. Có thể mình nhầm chắc, trong thiên hạ người giống nhau đâu phải không có. Thăng trầm ngâm tự hỏi và lấy làm tiếc, lần đầu gặp Liên chàng đã không hỏi tên nàng. Rồi chàng lại lắc đầu gạt bỏ ngay ý nghĩ ngớ ngẩn đó, bởi gái điếm có bao giờ cho chàng biết tên thật. Nhưng nhất định là chàng không thể lầm được. Giọng nói của Liên chàng vẫn nhớ nguyên, thân hình tươi mát của nàng chàng chưa quên nổi. Chàng đứng dậy lững thững quay vào nhà. Chàng muốn nhìn lại mặt nàng một lần nữa, nghe lại tiếng nàng một lần nữa cho chắc, dù rằng 10 phần đã hết cả 10 chàng biết đó là cô gái giang hồ đã ngủ với mình. Muốn kiểm chứng 100% thì còn một cách nữa, là chỉ việc lôi Vũ tới nhìn mặt, bởi Vũ là khách hàng thường trực của nàng. Nhưng tạm thời chuyện ấy không thực hiện được vì Vũ đang ở Việt Nam. Thăng lén lén bước vô, đứng tựa khung cửa trông vào. Ông bố của Liên đang đứng giữa phòng khách xoa tay đáp từ bài diễn văn của nhà trai. Hôm nay ngày lành tháng tốt, quanh quẩn vẫn những lời sáo ngữ từ ngàn xưa, nhưng không thể thiếu được. Sau lưng ông, Liên đứng nép sát vào người Quốc, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng, lâu lâu lại quay sang nhìn Quốc mỉm cười. Hai đứa thật đẹp đôi, chiếc áo dài tha thướt càng làm nổi bật nét đoan trang ở Liên, rất hợp với khuôn mặt hiền lành của Quốc. Mọi thủ tục tuần tự tiến hành, Quốc rút trong túi áo vest cái hộp nhỏ bọc nhung đỏ thẫm, từ từ mở ra. Rồi trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Quốc tháo cái nhẫn kim cương khá lớn đeo vào ngón tay Liên. Pháo tay nổ vang chia sẻ niềm vui của đôi trẻ. Liên chớp mắt cảm động, Quốc nghiêng đầu hôn lên má nàng, hạnh phúc tràn trề trên hai khuôn mặt rạng rỡ. Chỉ có Thăng là đau nhói, đăm đăm nhìn Liên rồi lại nhìn Quốc, lòng buồn vời vợi. Thăng cố xua đi cái hình ảnh Liên trần truồng bên cạnh chàng mới hôm nào, đôi môi và bàn tay điệu nghệ đã cho chàng mấy chục phút thỏa mãn xác thịt tới tột đỉnh. Rồi kể từ đây, khi Quốc đưa nàng đến những nơi đông người, dự các buổi dạ tiệc hay họp mặt công cộng, làm gì không có kẻ biết gốc gác của nàng. Thăng chỉ ghé qua có một lần mà còn nhớ Liên, huống chi dân chơi thứ thiệt trong giang hồ.
từng tới lui ôm ấp nàng nhiều lần như vũ. Chàng cúi xuống nén tiếng thở dài. Quốc đeo nhẫn cho Liên xong, ngẩng lên thấy Thăng, vội chạy lại nắm tay chàng, kéo hẳn vào phòng khách và nhăn mặt hỏi: "Mày trốn đi đâu vậy? Tao tìm mãi từ nãy đến giờ." Thăng ú ớ đáp: Tao chạy ra ngoài người sân một chút cho nó thoáng." Mọi nghi thức đã xong, bố mẹ Liên mời nhà trai ngồi vào bàn tiệc. Quốc đẩy Thăng vô cái ghế bên cạnh Liên, nghĩa là Liên ngồi giữa Thăng và Quốc. Thăng thấy lòng mình bứt rứt khó chịu lắm, nhất là khi ngồi sát bên Liên, nhìn rõ mọi đường nét chi li trên khuôn mặt nàng. Liên cầm lon bia trao cho Thăng và hỏi: "Mời anh, nghe anh Quốc nói là anh mới ở Việt Nam qua, bên đó giờ này chắc là nóng lắm phải không anh?" Nhớ lại cuộc truy hoan ngắn ngủi gần một năm về trước mà chàng đang cố quên đi, Thăng gật đầu ấp úng đáp: Vâng, Việt Nam thì lúc nào cũng nóng." Quốc quay sang bảo Thăng: "Liên mới qua Mỹ được hơn 4 năm, còn nhớ Việt Nam lắm. 4 năm thì cũng kể như là chưa biết gì về xã hội bên này, còn ngây thơ lắm." Liên làm bộ không đồng ý, nàng ngúng quẩy bảo Quốc: "Ý anh muốn nói là trông em vẫn nhà quê, chưa lột xác được tí nào phải không?" Nói câu ấy, Liên liếc Quốc bằng cặp mắt rất tình tứ và đôi môi chu ra như hờn dỗi. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, Thăng thấy quen lắm, khiến chàng càng giật mình, vì nó chứng tỏ Liên đối với người yêu cũng giống như đối với khách hàng. Thăng cúi xuống khui lon bia, uống một hớp lớn, rồi để che lấp cảm xúc, chàng nói: "Cũng tùy cá nhân thôi chị ạ. Có người ở Mỹ cả 20 năm mà vẫn như là mới qua, có người chỉ 1-2 năm đã bắt kịp, hoặc có khi vượt cả người qua trước, tùy sự học hỏi và hội nhập của từng người. Riêng chị thì tôi thấy chị lột xác nhanh lắm. Giá Quốc mà không nói thì tôi không biết là chị mới qua." Liên cúi xuống cầm đũa gắp miếng chả giò để Thăng đừng thấy sự bối rối trong ánh mắt nàng sau lời nhận xét của Thăng. Nàng tiến nhanh thật, hay nói đúng hơn là từ 2 năm nay nàng quyết tâm thực hiện bước tiến nhảy vọt để đuổi bắt thời gian cho kịp thiên hạ. Những người di tản năm 75 và nhất là những người vượt biển vào những năm đầu của phong trào thuyền nhân khi đến Mỹ có hai cái sướng về mặt tâm lý. Thứ nhất là chế độ trong nước ngày ấy còn hà khắc quá, áp bức quá, cho nên cứ thoát khỏi là mừng rồi. Thứ hai là khi đi định cư, tuy mình trắng tay nhưng nhìn quanh thấy ai cũng tay trắng như mình, thành ra không có gì để so sánh. Còn những người đi sau này thì đoàn tụ lại có hai cái khổ dày vò họ, làm đôi khi có người yếu đuối đâm ra chán đời. Thứ nhất là họ đi bằng máy bay, không kinh qua những nhọc nhằn của đại dương, không là nạn nhân của hải tặc, của cuộc sống đọa đày ở các trại tị nạn, cho nên khi đến Mỹ đôi khi chỉ gặp một vài chuyện không vừa ý là dễ sinh ra chán trường. Thứ hai là trước khi đi, chế độ ở quê nhà tương đối đã nới lỏng, sinh hoạt kinh tế đã mở rộng, cho nên khi sang Mỹ, nhiều người lại bỗng thấy mình nghèo hơn cả ở quốc nội. Liên là một trong những người đó. Mấy năm rong chơi ở Sài Gòn, nhờ biết mánh mung và nhất là nhờ tiền của người chị tiếp tế về, nàng nhìn đời bằng cặp mắt quá lạc quan, không hình dung nổi cuộc sống ở Mỹ sẽ ra sao. Thời gian chờ đợi chuyến bay đi đoàn tụ chính là thời gian làm hại khá nhiều người. Qua đến Mỹ, nhìn thấy quanh, cộng đồng phát triển mạnh quá, thấy nhan nhản đồng hương, nhà cao cửa rộng, trong khi mình bây giờ mới bắt đầu từ nấc thang thứ nhất. Liên không nghĩ ra được một chân lý rất cụ thể là để cộng đồng có được cái sức sống của ngày hôm nay, họ đã phải trải qua hơn 20 năm với biết bao nhiêu gian khổ. Bà chị bảo Liên đi học lại, nàng thấy ngần ngại quá. Bây giờ mới bắt đầu ABC thì ngày nào mới nói được tiếng Anh. Bảo nàng đi làm kiếm tiền, nàng lại càng ngại hơn, bởi bán McDonald's có 5 đồng một giờ thì biết đến kiếp nào mới sắm nổi cái ví đúng mốt, bộ quần áo thời trang và những mỹ phẩm đắt giá như chị mình. Làm móng tay móng chân cho thiên hạ thì bao giờ mới mua nổi dàn máy để nghe nhạc, coi phim. Lao vào xưởng may, ngồi ướt đúng quần ngày 10 tiếng, lương cũng chỉ đủ tiêu căn bản. Thôi thì chỉ có một nghề kiếm tiền nhanh hơn cả, mà lại ăn trắng mặc trơn, $100 nửa tiếng đồng hồ, đó là rước khách làng chơi. Con ơi nhớ lấy lời cha, 1 năm rước khách bằng 3 năm làm. Nàng thơ thới đi tới đi lui,
Cả ngày chẳng làm gì cả, chỉ lắng nghe cái beeper trong bóp hễ hiện lên con số quen thuộc của chủ động là phóng xe tới, nhắm mắt đưa chân. Gặp những ngày đại cát, có khi nàng góp được cả gần 1.000 đồng. Chưa kể lâu lâu còn được mời đi du lịch qua những khách sạn sang trọng, ăn uống thoải mái, sống phè phỡn mấy ngày rồi úp tiền về. Nàng thèm cái hình ảnh cô gái điếm trong phim Pretty Woman và lãng mạn, mơ chuyện thần tiên sẽ xảy ra cho đời mình. Cha mẹ nàng cũng có đôi lúc thắc mắc về con, cho nên bà mẹ một hôm trong bữa cơm trưa đã gợi hỏi: "Này, mày đi học hay đi làm mà giờ rất lung tung quá vậy con? Chị Lan mày nó mới điện thoại sang, nó hỏi tao là mày đi làm cái gì chưa. Nó bảo là nếu mà chưa có việc thì tạm thời sang coi cái tiệm 7-Eleven gì của nó đấy. Mày thấy có được không thì sang mà làm." Liên phân trần: "Mẹ, con đi làm cả năm nay rồi mà mẹ không biết à? Con đi không đi làm thì ai trả tiền mướn căn nhà này?" Bà mẹ cũng biết công lao của con tháng tháng góp tiền nhà và tiền chợ nên không bao giờ dám nặng lời. Chồng bà không có lợi tức gì, suốt ngày chỉ lang thang đi đánh cờ tướng. Mấy đứa em Liên đi làm lúc có lúc không, dồn hết tiền mua xe và đóng bảo hiểm xe, không mang về cho bà được đồng nào. Giữa thời buổi kinh tế xuống dốc, cả nhà chỉ còn trông vào một mình Liên. Bà làm mộ ngạc nhiên hỏi lại: "Ơ nhưng mà mẹ có thấy con nói cái gì đâu, thế con làm cái gì, có vất vả lắm không?" Liên đã chuẩn bị trước nên đáp ngay: "Ơ hôm nọ con đã nói với bố rồi." "Chắc bố chưa kể cho mẹ à? Con thì con làm đại diện cho hãng mỹ phẩm, đi chào hàng ở mấy cái cửa tiệm lớn của người ta đó, chẳng hạn như là trong nọ Trump á, mà mẹ chả biết đâu. Thành ra mẹ thấy lâu lâu con cứ phải đi họp xa 4-5 ngày mới về." Nàng chưa dứt câu thì đã nghe tiếng bíp. Nàng đứng bật dậy, chạy lại quầy bếp mở bóp ra xem. Dù rằng chẳng cần xem, nàng cũng biết anh Tư gọi nàng, bởi ngoài chủ động ra không ai có số pager của nàng. Nàng chạy nhanh vô buồng ngủ, khép cửa lại và phone cho anh Tư để lấy hẹn. Có khách đòi gặp nàng gấp. Nàng trở lại bàn ăn, bỏ dở bữa cơm và bảo mẹ: "Thôi con phải đi ngay bây giờ nha, công ty mỹ phẩm vừa kêu đó mẹ." Bà mẹ hài lòng nhìn theo bước chân con, mừng thầm vì con gái mình quá may mắn, mới qua Mỹ tiếng Anh chưa rành mà không hiểu tại sao hãng mỹ phẩm lại mướn đi làm đại diện chào hàng cho toàn những cửa tiệm ngoại quốc. Từ đó đến nay đã gần 2 năm, không có sổ sách nào ghi lại, nhưng tính trung bình thì mỗi tuần nàng tiếp trên dưới 20 người khách, một tháng 80 người, 2 năm là khoảng 2.000 lần cởi quần áo. Người đàn ông cuối cùng có lẽ sẽ là Quốc, bởi từ khi gặp Quốc, nghe Quốc thủ thỉ bàn chuyện lâu dài, Liên mừng rỡ quyết định giã từ vũ khí, quên hết 2.000 người đàn ông kia để chỉ còn trao thân cho một mình Quốc mà thôi. Ngồi kề bên Liên, Thăng nghĩ quanh quẩn, rồi tự trách mình hôm ấy lỡ dại theo Vũ đi chơi, để bây giờ phải ôm cái khổ trong lòng là biết vợ thằng bạn mình hành nghề gái điếm. Vì vậy tiệc đám hỏi chưa tàn, Thăng đã đứng dậy đòi về trước cho đỡ bận tâm. Ngang qua trước mặt bố mẹ Liên, Thăng nghe thấy bà mẹ đang khoe với bên thông gia bằng giọng hãnh diện: "Vâng, cháu nó làm đại diện cho cái hãng mỹ phẩm son phấn gì đấy, cứ phải đi chào hàng các cửa tiệm mãi, tiệm lớn lắm, cái gì tôi nghe cái gì nó cứ chôm chôm cái tiệm gì đấy, thành ra giờ giấc bất thường, có khi vừa bước chân vào nhà thì lại có người kêu ngay, cho nên lúc nào cũng phải mang cái vuông vuông bíp bơ gì bên cạnh cho nó kêu bíp bíp đấy mà." Thăng cất tiếng chào rồi bước lùi ra cửa. Quốc và Liên tiễn chàng ra mãi ngoài sân, cố giữ chân chàng lại, nhưng Thăng ngoẹo đầu phân bua với Quốc: "Đám hỏi đáng lẽ không bao giờ mời người ngoài, chỉ có gia đình họ hàng mà thôi. Tao đến đây hôm nay tức là đã phá lệ rồi. Thôi thôi, tao phải để quan viên hai họ bàn chuyện đám cưới." Chàng quay sang phía Liên nói tiếp: "Tôi xin phép chị, tôi còn ở đây một tuần nữa, hôm nào rảnh thì mời chị với anh Quốc sang tôi chơi." Liên đứng vịn cả hai tay lên vai Quốc, gật đầu tươi cười đáp: "Vâng, thế nào tôi cũng qua phá anh một bữa." Quốc hãnh diện thêm vào: "Mày chưa biết tài nấu nướng của Liên đâu, để hôm nào Liên biểu diễn đãi mày một chầu, chứ mày cứ ăn cơm tháng mãi vất vả quá." Liên làm bộ khiêm tốn nói: "Anh cứ khen em mãi,
dù em nấu dở thì chính anh mắc cỡ đấy. Thang gượng cười bắt tay Quốc rồi vội vã chạy ra xe như chạy trốn. Dọc đường chàng hết sức ưu phiền, liên tiếp thở dài và có lúc suýt vượt cả đèn đỏ. Vẫn ánh mắt ấy, nét cười ấy và giọng nói ấy, Thăng không thể nào quên được. Bao nhiêu người đàn ông đã qua đời nàng, để rồi cuối cùng nàng tóm được thằng bạn Thăng làm chỗ nương thân. Thăng thấy không thể để như thế này được. Nay mai khi Liên chính thức làm vợ Quốc rồi, mỗi lần gặp nàng, Thăng sẽ lại nhớ đến cái lần chàng đã quăng ra 150 để bắt nàng phục vụ. Và như thế thì Thăng sẽ chẳng còn chút kính trọng nào đối với vợ của một người bạn thân. Chàng sẽ phải nói thật cho Quốc biết. Có thể Quốc sẽ buồn một thời gian, nhưng rồi Quốc sẽ quên đi. Như thế vẫn còn hơn là để Quốc cưới nàng về, rồi một ngày nào đó khám phá ra thì nỗi khổ sẽ lớn gấp trăm ngàn lần. Về đến nhà, Thăng nằm vật xuống sofa, gác tay lên trán suy nghĩ. Tính đi tính lại, Thăng thấy phải dứt khoát nói cho Quốc biết. Hai người mới chỉ làm đám hỏi, dừng lại vẫn chưa muộn. Cùng lắm là Quốc mới chỉ tốn cái nhẫn đính hôn và mấy chục hộp trà. Còn hơn để như vậy, mai kia Thăng sẽ không dám gặp mặt Quốc nữa. Vấn đề đặt ra rất rõ trước mắt Thăng là nếu Quốc đã biết Liên từng làm điếm mà Quốc vẫn bằng lòng cưới nàng về làm vợ thì không sao. Đó là quyết định của Quốc, và Quốc sẽ phải can đảm vượt qua mọi thử thách tâm lý trong chính lòng mình, cũng như gạt bỏ được mọi lời đàm tiếu nếu có của thiên hạ. Chỉ sợ là Quốc không biết, nay mai lấy nhau về rồi mới khám phá ra thì cuộc hôn nhân sẽ gãy đổ, và chắc chắn Quốc sẽ mang nặng một vết thương quá lớn trong tâm hồn. Nằm một lúc, Thăng đứng dậy vào buồng ngủ lấy cuốn sổ điện thoại mang ra phòng khách. Chàng cần phải gọi cho một vài thằng bạn chung của cả chàng lẫn Quốc. Chàng ngồi xuống sofa và bắt đầu ấn số. Người đầu tiên là ông bạn làm chung sở với Quốc. Thăng nói lớn: "Ủa ông Đại hả? Bữa nay thứ bảy sao lại nằm nhà?" Người bên kia đáp: "Thì ông cũng nằm nhà sao lại hỏi tôi?" Thăng cười: "Tôi đâu có nằm nhà, tôi vừa đi ăn đám hỏi thằng Quốc. Quốc sở ông đó, nó lấy vợ ông biết không?" Hỏi xong, Thăng hồi hộp chờ đợi một lời bình phẩm hay một nhận xét. Nhưng người đầu dây bên kia bình thản nói: "Biết chứ, cả tuần vừa rồi ngày nào nó cũng đưa fiancé nó tới sở mà. Nó giới thiệu với hết tất cả mọi người trong sở. Làm sao tôi không biết? Bà ấy tên là Liên gì đó. Xem chừng chúng nó hạnh phúc lắm." Thăng nhíu mày hỏi lại: Ông gặp mặt bà ấy rồi à? Ông có biết bà ấy gốc gác ở đâu không?" Người kia tặc lưỡi đáp: "Ngày nào tôi chả gặp, đi ăn chung nữa mà. Còn ông hỏi gốc gác thì tôi chịu. Vợ thằng Quốc chứ có phải vợ tôi đâu mà tôi cần biết gốc gác." Thăng cụt hứng, ú ớ nói vài câu nữa rồi gác máy. Chàng muốn dò xét trong đám bạn bè để tìm một đồng minh, nên lại gọi tiếp cho vài người nữa. Nhưng tất cả đều làm Thăng thất vọng. Chẳng ai biết Liên làm đĩ, bởi họ không đi chơi như Thăng và Vũ. Hoặc cũng có thể có người biết, nhưng họ tế nhị không nói ra vì Liên sắp làm vợ Quốc. Thăng chán nản ngồi thừ một lúc, rồi gọi hẳn về Việt Nam cho Vũ. Chàng càng xuống tinh thần hơn, bởi khi báo bản tin xét đánh ấy cho Vũ, bản tin Quốc sắp lấy Liên, thì Vũ cười thoải mái và bảo: "Người ta không lấy vợ về làm đĩ, nhưng lấy đĩ về làm vợ là chuyện bình thường, có gì mà ông la hoảng lên thế?" Thăng nhấn mạnh: "Nhưng mà ông với tôi đều đã ngủ với nó, nhất là ông. Bây giờ thằng Quốc cưới nó, tôi thấy nó kỳ lắm." Vũ tắt nụ cười, thở dài bảo: "Đành vậy chứ biết làm sao. Nói ra chưa chắc thằng Quốc nó đã nghe ông, mà trái lại cả hai vợ chồng nó chắc chắn sẽ thù ông. Thôi thì số của thằng Quốc nó như vậy thì cứ để vậy. Biết đâu kiếp trước nó có nợ với con nhỏ này, bây giờ phải trả." Thăng ngập ngừng nói vài lời nữa rồi bảo Vũ: Ông cho tôi số điện thoại của thằng cha chủ động đi. Tôi sẽ mò đến một mình và đòi ngủ với con nhỏ đó. Nó biết mặt tôi mà. Rồi biết tôi là bạn thằng Quốc rồi thì tất nhiên là nó thấy tôi nó sẽ phải xấu hổ, không dám lấy thằng Quốc nữa. Tôi thấy chỉ có cách đó mới cứu được thằng Quốc." Vũ không muốn lôi thôi cho nên tìm cách khước từ: "Số phone của thằng cha Tư tôi vứt đâu lâu rồi. Bên này thiếu gì gái, tôi giữ cái phone nó làm gì? Mà tôi khuyên ông nên dẹp đi, kệ mẹ chúng nó." Thăng chán nản gác máy rồi thơ thẩn bước ra sân. Chàng đứng một lúc rồi chui vô xe phóng ra phố
định mướn mấy cuốn phim về coi cho đỡ bận tâm. Sáng hôm sau Thăng dậy trễ vì trong đêm thức quá khuya. Nằm một mình giữa căn phòng tĩnh mịch, hình ảnh Liên cứ hiện về ám ảnh tâm trí chàng liên tục. Chàng ngạc nhiên thấy cái tâm lý người ta thật là kỳ lạ. Đàn ông đi giải quyết xác thì xong rồi là quên ngay, quên hết, chứ có bao giờ lưu lại trong trí hình ảnh và cảm xúc lúc hành lạc đâu. Chàng cũng vậy, nằm với Liên có một lần rồi thôi, chẳng khi nào mảy may nhớ đến nàng. Bỗng dưng chỉ vì nàng sắp lấy Quốc, hình ảnh nàng vụt trở về rõ mồn một như mới hôm qua, khiến chàng không khỏi cảm thấy tội nghiệp Quốc. Chàng vào bồn tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo vội vã và ra quầy bếp pha cà phê. Chàng đứng tần ngần nhìn cái điện thoại một lúc khá lâu rồi quyết định phone cho Quốc. Chàng ngại nhất là nếu có mặt Liên bên cạnh thì chàng không thể rủ một mình Quốc đi để nói chuyện riêng với Quốc được. Rất may cho Thăng là sáng chủ nhật chỉ có mình Quốc ở nhà vì mọi người đều đi lễ. Thăng cố lấy giọng bình thản nói luôn một hơi dài. Quốc hả? Đang làm gì đó? Phóng qua đây ăn sáng với tao được không? Hay là để tao chạy qua đón? Vài ngày nữa tao lại về Việt Nam rồi, còn có mấy việc phải lo, sợ không gặp được mày. Mày có cần mua gì bên ấy thì chuyến sau tao về tao mang cho. Bữa nay tao không bận gì cả, định rủ mày đi chơi một vòng. Quốc đang yêu đời nên vui vẻ nhận lời ngay. Tao cũng đâu có việc gì, để tao chạy qua mày, mày khỏi mất công qua đây đón. Lưỡng lự một chút, Thăng hỏi một chi tiết quan trọng. Mày qua một mình hay là... Quốc cười ngắt lời. Một mình chứ mấy mình. Chiều tối thì tao mới đi nhà hàng Thái với lại Liên. Hay là mày muốn rủ Liên đi ăn sáng luôn không thì để tao phone. Thăng hoảng hốt ngăn lại. Thôi thôi khỏi, làm phiền bái làm gì. Ngày nói chủ nhật bái phải đi lễ mà, hình như bái hát trong ca đoàn. Quốc tự hào đáp. Ừ, Liên thì được cái đạo đức lắm. Chẳng phải riêng ngày chủ nhật, ngày thường cũng vậy, ăn cái gì cũng đọc kinh cảm ơn Chúa. Mày biết không, tao rủ Liên ở lại đây với tao đêm hôm qua. Tao bảo đằng nào mình cũng đã làm đám hỏi rồi thì cũng coi như là vợ chồng. Em ở lại đấy với anh về làm gì? Thế mà Liên giận tao đấy. Liên bảo là dứt khoát là không gần nhau trước ngày cưới. Mày thấy Liên cứng không? Thành ra cả nhà tao ai cũng nể. Thăng nén tiếng thở dài. Càng nghe chàng càng thấy tội nghiệp cho Quốc. Không nhìn mặt Quốc, nhưng Thăng cũng hình dung ra được cái niềm tự hào trong đôi mắt của Quốc khi nói những lời tán dương Liên. Thăng nhắc lại. Ok, vậy mày qua liền đi, tao chờ. Quốc đáp. Ừ, tao qua ngay. Nói thế nhưng Quốc không rời bàn điện thoại. Chàng lại gọi ngay cho Liên. Mặc dầu hồi sáng khi vừa thức dậy chàng đã nói chuyện với Liên khá lâu. Chàng ấn số rồi ngồi ngả lưng ra sofa, nghiêng đầu kẹp cái ống điện thoại vào cổ và hồi hộp chờ đợi. Đang yêu say đắm, lúc nào chàng cũng muốn nghe tiếng nói của người yêu. Chuông reo mới tiếng thứ hai, bên kia đã nhấc phone lên và Quốc ngạc nhiên nghe giọng Liên rất gay gắt. Kêu gì mà kêu hoài vậy, đã nói rồi mà. Quốc nhỏ nhẹ ngắt lời. Anh tên mà, anh sắp chạy qua bên anh Thăng nên báo cho em biết để rồi em có cần liên lạc gì với anh. Liên giật mình sửng sốt, vội vàng đổi giọng thân tình. Ủa, anh hả? Ôi chết, em xin lỗi. Tại vì có cái thằng cha kia kìa, cứ tán em hoài, bực mình quá đi mất. Em đang sửa soạn đi lễ thì ông ấy cứ gọi tới rủ đi ăn sáng, bực ghê. Thật ra thì chẳng có ai tán Liên cả. Người gọi Liên 3 lần từ sáng đến giờ chính là ông Tư, chủ động dắt mối cho Liên hành nghề từ 2 năm nay. Lần thứ nhất ông phone Liên lúc mới khoảng 8 giờ, khi nàng vừa từ phòng tắm bước ra, đang chuẩn bị cuộn tóc. Nghe tiếng ông trong điện thoại, Liên tái mặt hoảng hốt, vội đổi ngay cái điện thoại không dây và ra hẳn ngoài vườn sau, nói nhỏ. Ủa, anh Tư, kêu em làm cái gì nữa vậy? Chủ chứa cười thân mật. Khỏe không em? Trời ơi, mấy bữa nay anh page em cả chục lần mà không được. Em coi lại coi không chừng cái beeper của em hết battery rồi. Liên nghiêm nghị ngắt lời. Em trả lại số beep rồi, em đâu có xài nữa. Mà anh kêu em làm gì? Em đã nói với anh là em nghỉ luôn rồi mà, đừng có phone tới nhà em nữa. Người đàn ông chưa buông tha. 2 năm làm việc chung với Liên, nàng là cục cưng của ông, là món hàng ăn khách mà ông luôn luôn o bế. Ông chưa ngủ với Liên lần nào, nhưng lâu lâu vẫn được thấy nàng khỏa thân. Đôi khi nàng tắm xong đi tồng ngồng trước mặt ông chỉ vỗ nhẹ vào mông và khen thân hình nàng đẹp.
Nàng chưa hết thời mà bỗng dưng bỏ cuộc giữa đường, làm ông nao nao nuối tiếc. Không phải là tiếc nàng, mà tiếc cái khoản tiền nàng mang lại cho ông. Động của ông cũng còn tới 4 cô nữa, nhưng vắng liền. Nhất thời mức thu nhập của ông giảm hẳn đi một món khá lớn. Ông dịu dàng thuyết phục: anh biết em sắp lấy chồng, anh có lời mừng cho em. Nhưng kẹt một nỗi là hồi hôm anh gặp ông khách sộp quá, mà ông ấy chỉ đòi ngủ với em thôi. Đưa đứa nào ra ông ấy cũng lắc đầu. Cách đây nửa năm em có ngủ đêm với ông ấy chắc em không nhớ đâu, nhưng mà ông ấy nhớ em, nhất định rồi gặp lại em. Ông ấy đi làm ăn xa mới về, nghe nói là giám đốc ngân hàng bên Singapore. Em dán giúp anh chuyến chót, anh lỡ nhận tiền của người ta rồi. Xong chuyến này anh hứa là không làm phiền tới em nữa. Liên cương quyết từ chối: anh Tư à, anh nói gì kỳ vậy? Em đã bảo anh là em bỏ nghề rồi mà. Em mới làm đám hỏi hôm qua, anh đừng có phone tới đây nữa, ba má em nghe được thì chết em đó. Người đàn ông kiên trì dụ dỗ: anh biết. Em nhớ lại coi từ đó đến giờ có bao giờ anh phone cho em đâu. Mình đã giao hẹn với nhau là anh chỉ pay cho em thôi rồi em phone lại. Tại mấy bữa nay pay cho em không được nên anh mới phải phone. Em dám giúp anh lần này nữa thôi. Mà đâu có phải ngủ đêm, em chạy tới đây nửa tiếng đồng hồ là xong. Liên bực mình nhắc lại: em đã nói không là không, em giải nghệ rồi, anh kiếm đứa khác thay em đi. Em làm đám hỏi rồi anh biết mà. Người đàn ông chậm rãi nói từng tiếng: anh biết em sắp lấy chồng kỹ sư. Ông Quốc làm hãng điện tử đường Broadway chứ gì. Anh biết ông ấy mà, anh đang tính phone cho chúc mừng ông ấy đây. Liên lặng người kinh hãi ngó ra đường. Câu nói của chủ động nàng mơ hồ cảm thấy chứa đựng một lời hăm dọa. Nàng chưa biết đáp lại thế nào thì ông ta lại tiếp: anh đã nói là anh mừng cho em cũng như em gái của anh. Có điều anh kẹt không muốn thất hứa với khách, cho nên mới nhờ em lần chót. Em biết tính anh mà, làm business mấy năm nay đã hứa là không bao giờ anh sai lời. Ông khách này không phải là một người bình thường. Nếu là người thường thì anh từ chối ngay, đâu có phải nhờ tới em. Ông ta là ân nhân của anh. Hồi đó thì ông có giúp anh lúc anh mới qua. Anh mắc nợ ông ấy, cho nên anh mới năn nỉ em giúp anh. Em không giúp anh bữa nay anh mất mặt lắm. Mà anh mất mặt đấy thì anh hay nổi khùng bất tử lắm. Liên thấy không thể nói cứng được nữa, nàng hạ giọng năn nỉ: tội nghiệp em mà anh Tư. Em biết là anh là người uy tín, không muốn thất hứa với khách, nhưng mà em còn kẹt hơn anh nữa. Em đính hôn rồi, em đâu có thể đi khách được nữa. Hay là anh cứ nói đại với ông đó là hôm nay em đau, hoặc là thôi được rồi, nói em có tháng cũng được. Còn kẹt lắm thì anh cứ nói là em bị bệnh hoa liễu, đang nằm nhà thương, anh thiếu gì cách nói. Người đàn ông sẵng giọng: em dứt khoát không đi phải không? Liên khổ sở đáp: anh Tư, anh thông cảm cho em đi. Người đàn ông nói: thôi được rồi, và cúp máy. Liên thơ thẩn bước ra nhà, ngồi thử ở bàn ăn, lòng tràn ngập những hoang mang. Bà mẹ từ trong buồng ngủ bước ra, tò mò hỏi con: à, ai điện thoại sớm vậy con? Liên nhìn mẹ đáp nhanh: anh Quốc mẹ. Mẹ nàng đề nghị: thế sao không rủ anh ấy sang đây đi lễ luôn thế? Ừ, sang đi lễ rồi về ăn cơm trưa bên này luôn con nhé. Liên đang quá bận tâm về cú phun của ông Tư nên nói đại cho xong chuyện: thì con có rủ nhưng mà sáng nay anh ấy bận mẹ. Bà mẹ đứng tần ngần mấy giây toan nói thêm điều gì nhưng lại thôi. Dưới mắt bà, Liên chỉ là đứa con gái bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt cả nhan sắc lẫn học vấn, lại xuất thân nhà nghèo. Thế mà may mắn con bà gặp được Quốc thì cả nhà bà có bổn phận phải dành hết mọi sự ân cần cho Quốc để giữ chân Quốc lại, hy vọng Quốc đừng đổi ý mà bỏ rơi con gái bà. Nghĩ thế cho nên bà thường xuyên thúc giục Liên rủ Quốc sang ăn cơm, coi như Quốc đã là con rể của bà rồi. Bà bỏ vào phòng tắm, Liên ngồi một lúc thì ông Tư lại phôn. Liên lại hoảng hốt chạy ra vườn nói chuyện, nhưng trái với dự đoán của nàng, lần này ông không gay gắt hay dọa nạt nữa, mà chỉ nhỏ nhẹ thuyết phục. Ông nhắc lại luận điệu quen thuộc: khách đâu có đòi ngủ đêm, chỉ 15-20 phút là xong. Rồi từ nay Liên có thể an tâm đi lấy chồng, không ai quấy rầy nữa. Liên ứa nước mắt nghe chủ chứa dụ dỗ, có lúc đã toan siêu lòng, nhưng cứ nghĩ đến Quốc, nàng lại thấy không thể chiều ý ông Tư được. Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn đính hôn,
Viên kim cương lóng lánh trong tia nắng sớm nhắc cho nàng nhớ đời nàng vừa bước sang một khúc rẽ mới. Nàng mếu máo bảo ông Tư: "Anh Tư à, anh Tư thông cảm cho em. Em không thể chiều anh Tư được nữa. Em xin lỗi anh Tư mà." Ông Tư thất vọng gác máy. Liên cũng thẫn thờ đi tới đi lui trên thềm, nghĩ đến những phiền toái có thể xảy đến nếu ông Tư chủ tâm phá nàng. Nàng thấy con đường trước mặt bế tắc quá. Ngày mai nàng sẽ đổi số điện thoại và không cho ai biết số mới ngoại trừ Quốc. Rồi muốn yên thân hơn, nàng sẽ phải bàn với Quốc dù chàng đi thành phố khác lập nghiệp. Tính toán xong, Liên bước vô nhà. Vừa ngồi xuống bàn ăn thì lại có tiếng phone. Nàng tưởng ông Tư tiếp tục theo đuổi cho nên nghe câu đầu tiên đã gắt gỏng. Nhưng lần này là Quốc. Mới yêu nhau thì việc gì cũng muốn nói cho nhau nghe. Nhất là Quốc lúc này như đứa trẻ mới bước vào tình trường. Chàng thông báo sắp đi ăn sáng với Thăng, rồi kể lể những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn mà người ngoài cuộc nếu tình cờ nghe được sẽ thấy chán lắm, rất nhạt nhẽo hoặc lắm khi vô duyên. Nhưng Quốc đang đầy ắp ngọn lửa tình trong lòng, cần phải phun ra cho nhẹ bớt. Liên cũng cùng tâm trạng như Quốc, chỉ tiếc là sáng nay nàng không thể vui được bởi bầu đối thoại với ông Tư lúc nãy còn đang ám ảnh nàng. Ôm điện thoại nói chuyện với người yêu mà hình ảnh ông Tư cứ chập chờn trong trí. Có lúc nàng lo âu quá đến độ tính chiều ý ông Tư lần cuối, phóng lại nhà ông cởi quần áo nằm lăn ra cho khách giày vò nửa tiếng đồng hồ, rồi từ nay không ai quấy rầy nữa. Nhưng cứ nghĩ tới Quốc, nàng lại thấy lợm giọng muốn ói khi phải quay về căn nhà hành nghề cũ. Mẹ Liên từ trong phòng đi ra, đã mặc chiếc áo dài mang theo từ Việt Nam và tay cầm cuốn sách kinh mỏng. Bà lên tiếng giục con: "Ờ hay, 11 giờ bắt đầu lễ mà giờ này vẫn chưa thay quần áo là thế nào? Nói chuyện thì lúc nào nói chả được." Bà rất quý chàng rể tương lai, nhưng nhà thờ đối với bà lại còn quan trọng hơn nhiều. Liên vội vàng nói vài câu tạm biệt Quốc, hẹn tối nay đi ăn, rồi cúp máy. Nàng đứng dậy uể oải vào phòng thay quần áo. Hình ảnh ông Tư như một bóng ma khủng khiếp không ngớt ám ảnh tâm trí nàng. Về phần Quốc, gác phone rồi, chàng phóng ngay sang nhà Thăng vì biết Thăng chờ đã lâu. Chàng cứ tưởng Thăng rủ đi ăn tiệm, nhưng hóa ra Thăng đã chạy đi mua hủ tiếu mang về, vì Thăng thấy nói chuyện riêng ngoài quán không tiện, nhất là sáng chủ nhật thường đông khách. Vừa thấy Quốc đẩy cửa bước vào, Thăng bưng tô nước lèo đặt vào microwave rồi bảo Quốc: "Chờ mày lâu quá, nguội hết trơn. Uống cà phê đi, uống cà phê đi để tao hâm lại là vừa." Quốc kéo ghế ngồi vào bàn, yêu đời nói: "Định qua mày ngay đi chứ." Nhưng mà chưa kịp đi thì Liên phone, nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Quốc lúc này hễ mở miệng ra là chỉ nhắc đến Liên. Thằng này bao nhiêu năm nay lòng nguội lạnh như băng giá, bây giờ mới biết thế nào là tình yêu, cho nên đầu óc lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh người tình. Thăng rót cà phê ra tách cho Quốc và làm bộ thản nhiên hỏi: "Mày quen Liên ở đâu vậy? Ai giới thiệu cho mày?" Quốc đỡ tách cà phê trong tay Thăng, tự tin đáp: "Đâu có ai giới thiệu, tao đi party mừng thằng em họ tốt nghiệp bác sĩ. Thằng Khải, con bà cô tao, chắc mày còn nhớ chứ gì. Gặp Liên ở đó, tao làm quen rồi đi chơi với nhau." Thăng băn khoăn hỏi tiếp: "Lâu chưa?" "Chắc là chưa, vì hồi tao còn ở bên này đâu có nghe mày nhắc đến Liên bao giờ." "Mày mới quen có mấy tháng chứ gì?" Quốc gật đầu. "Ừ, ba tháng, hơn ba tháng." Thăng dè dặt nhập đề: "Mới có hơn ba tháng, đâu đã đủ thời giờ để tìm hiểu nhau. Sao mày lại quyết định lấy ngay là thế nào? Bình thường tao thấy mày kỹ lắm cơ mà, từ hồi còn đi học, chuyện gì mày cũng cân nhắc. Thế mà tại sao cưới vợ mày lại không cân nhắc là thế nào?" Quốc cười hãnh diện: "Gặp đúng người rồi còn nhắc cái gì nữa. Mày thấy Liên làm sao? Bộ mày phản đối à? Tao thì tao thấy Liên chả có cái điểm nào để chê." Thăng gượng cười chống chế: "Không, tao có phản đối gì đâu. Chuyện của mày, mày quyết định ăn thua gì đến tao. Nhưng tại tao thấy tính mày vốn kỹ lưỡng nên tao mới hỏi cho biết vậy thôi." Tuy Thăng nói thế, nhưng qua ánh mắt và thái độ của Thăng, Quốc mơ hồ cảm thấy hình như Thăng không có thiện cảm với người vợ sắp cưới của mình. Chàng ngạc nhiên và thất vọng về thái độ đó của Thăng. Chàng yêu Liên, dĩ nhiên chủ quan cho rằng bất cứ ai thấy Liên cũng phải là người đáng yêu. Chàng nhìn Thăng và nheo mắt hỏi thẳng: "Tao hỏi thật mày, mày có vẻ không happy khi biết tao sắp lấy Liên phải không?" Thăng lại đành phải cười: "Ô hay, sao mày lại nói vậy? Tại mày thân với tao, tao mới hỏi mày về Liên. Chứ nếu mà không thân thì tao đâu có dám."
Thôi mày mày đã nói thế thì tao không có hỏi nữa. Rồi để chướng ngượng, Thăng đứng dậy tiến lại quầy bếp, bưng hai tô hủ tiếu sang bàn đặt trước mặt Quốc và đổi đề tài. Mày có về Việt Nam chơi một chuyến không? Bên ấy bây giờ làm ăn cũng được, nhưng mà chỉ nên tính những cái gì ngắn hạn mà thôi. Nếu mày muốn về thì chuyến này đi chung luôn với tao cho vui. Vừa nói Thăng vừa lấy đôi đũa trao cho Quốc, nhưng Quốc lại quay về đề tài cũ bảo Thăng: chuyện đó tính xong, tao hỏi thật mày, mày thấy Liên thế nào? Thăng dài dòng phân trần: tao mới gặp có một lần, làm sao nhận xét được. Đàn ông chúng mình khi gặp một cô gái hay một người đàn bà thì trước hết là bị thu hút bởi cái nhan sắc bên ngoài, nghĩa là cái vỏ bề ngoài có thể làm mình thích ngay nếu thấy hợp nhãn, đúng không? Mày thấy tao nói đúng không? Đàn bà gặp đàn ông cũng thế, họ có thể bị lôi cuốn ngay về cái hào nhoáng bên ngoài. Nhưng mà lấy vợ lấy chồng đâu có phải chỉ lấy cái vỏ, phải lấy cả tâm hồn, cả tính tình, cả trình độ, cả thói quen. Nói chung mày lấy vợ là lấy tất cả những cái gì chung quanh của người vợ mày, lấy tất cả những gì thuộc về người vợ mày, kể cả quá khứ chẳng hạn. Chính vì thế mà người ta thường phải có đủ thời gian để tìm hiểu nhau trước khi tính chuyện lâu dài. Chẳng hạn như Liên, tao mới gặp có một lần ngày hôm qua. Mày hỏi tao về Liên thì tao chịu, biết gì mà nói, ngoại trừ cô ấy có khuôn mặt đẹp và cái dáng mặc quần áo đẹp, thế thôi. Còn những thứ khác thì... Quốc cười ngắt lời: nhiều đó đủ rồi, mặt đẹp và dáng người đẹp, mày còn muốn gì nữa? Thăng lắc đầu cười theo: thế thì mày hỏi tao để làm gì? Hai người bắt đầu ăn và không nói với nhau lời nào nữa. Quốc thấy nao nao buồn vì chả hiểu tại sao Thăng lại không ưa Liên, người vợ sắp cưới của mình. Còn Thăng thì bứt rất khó chịu, chỉ muốn phun ra cho Quốc biết quá khứ của Liên, nhưng lai hoay không biết nhập đề cách nào. Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi Quốc: mày định chừng nào là đám cưới? Quốc vừa nảy ra ý định là đám cưới sẽ không mời Thăng, cho nên hững hờ đáp: tao chưa tính gì cả, để xem bên nhà Liên định ngày nào thì làm ngày đó. Im lặng một chút, Thăng lại hỏi: Liên đang đi học hay đi làm? Quốc đáp: đi làm lâu rồi, hình như cả 1-2 năm gì đó. Thăng hồi hộp hỏi tiếp: Liên làm gì vậy? Quốc hơi bực mình nhưng vẫn ráng cười trả lời: mày hỏi làm gì mà kỹ thế, y như là công an điều tra lý lịch. Liên làm sales manager cho hãng cosmetics. Nghề bán hàng coi bộ hợp với Liên lắm, vì cô ấy khéo giao dịch, dễ chiếm cảm tình của thiên hạ. Thăng thấy đắng chát trong cổ. Quốc nói đúng, nàng rất hợp với nghề bán hàng, bằng chứng là nàng từng bán cả thân xác của mình cho hàng trăm người đàn ông ở thành phố này, trong đó có Thăng. Chàng đưa mắt nhìn Quốc, thương cho thằng bạn đẹp trai học giỏi mà không ai yêu lầm cô gái điếm có tài nói dối. Thăng không trách Liên chút nào, ở vào địa vị của Liên, nàng bắt buộc phải nói dối để lấy cho được Quốc. Thăng cũng không trách Quốc, bởi Quốc có gì đáng trách đâu. Thăng chỉ hy vọng Quốc đừng làm đám cưới vội, câu giờ một thời gian, rồi biết đâu Quốc chẳng khám phá ra sự thật. Hai người đã thanh toán xong hai tô hủ tiếu. Quốc cắn nhầm miếng ớt hiểm cay quá trào cả nước mắt. Chàng nâng tách cà phê uống cạn, rồi thấy vẫn không ăn thua gì, chàng đứng dậy bước lại mở tủ lạnh tìm lon nước ngọt. Thăng hỏi cho có chuyện: tối nay mày đi ăn với Liên hả? Quốc khui lon coca tu ở ngực rồi trở lại bàn và lại được dịp nói về Liên. Chẳng phải Quốc muốn khoe người yêu của mình, chàng chỉ ấm ức muốn gột rửa cái ấn tượng trong đầu Thăng về Liên mà chàng biết là không đẹp đẽ lắm. Quốc tin là Thăng chưa có cảm tình với Liên chỉ vì Thăng chưa biết rõ về Liên, vì vậy Quốc có nhiệm vụ phải nói cho Thăng rõ. Đi ăn nhà hàng Thái. Ta không hiểu mày có thích ăn đồ Thái hay không, chứ tao thì không thích lắm, vì thức ăn Thái món nào cũng cay. Nhưng Liên không muốn đi tiệm Việt Nam, ngại ra chỗ đông người. Tính Liên kín đáo lắm, dù đi ăn lần nào cũng đòi đi thật xa, mà chỉ vào nhà hàng Tàu hay nhà hàng Thái thôi, chứ dứt khoát là không muốn vào nhà hàng Việt Nam. Dù đi nhảy đầm, đại nhạc hội, Liên cũng tránh, không có muốn đi. Nói chung là Liên thích ở nhà, không muốn ra đám đông. Tao hỏi mày, lấy một người vợ như thế là nhất rồi, chứ còn muốn gì nữa? Thăng chỉ khẽ gật đầu. Quốc càng khen Liên, Thăng càng thất vọng. Dĩ nhiên cái bản năng quý nhất của người phụ nữ vẫn là bản năng nội trợ. Ông chồng nào trên đời này mà không mong lấy một người vợ
biết đặt nặng ưu tiên gia đình lên trên hết, chỉ ra đám đông khi cần thiết phải giao tế với xã hội. Nhưng trường hợp của Liên thì đâu phải như vậy. Đi bên Quốc, nàng tránh bất cứ nơi nào có nhiều đồng hương, bởi lý do giản dị là nàng sợ có thể gặp những người đàn ông đã từng mổ với nàng. Thấy Thăng không nói gì mà bầu không khí xem chừng đang nhạt nhẽo đến độ lạnh lùng, Quốc uống cạn lon Coca rồi đứng dậy đòi về. Thăng không cản, gọi Quốc sang, dự định sẽ nói thẳng với Quốc về quá khứ của Liên. Nhưng giáp mặt Quốc, Thăng không đủ can đảm. Thế thì giữ chân Quốc lại làm gì cho mất thì giờ. Chàng mệt mỏi bảo Quốc: "Ừ, thôi mày về. Cuối tuần này tao đi rồi. Nếu từ đây tới hôm đó không gặp Liên thì mày cho tao gửi lời hỏi thăm." Quốc nói ok rồi lững thững bước ra sân, lòng buồn man mác. Chàng không tìm được câu trả lời tại sao Thăng, thằng bạn thân của mình, lại ác cảm với Liên. Chàng lùi xe ra đường, định chạy sang nhà Liên, nhưng nhìn đồng hồ thấy còn quá sớm. Đoán chắc giờ này Liên đang đi lễ, chàng đổi ý phóng thẳng đến nhà thờ chờ nàng. Chàng vừa nảy ra ý định hôm nay sẽ rủ Liên tới nhà in để chọn thiệp cưới. Nhưng đến nơi chàng nhìn quanh không thấy Liên. Thằng em Liên ngồi ở hàng ghế cuối đang chăm chú đọc cuốn sách kinh. Quốc đến sau lưng ghé tai hỏi: "Chị Liên ngồi đâu em?" Thằng nhỏ gấp cuốn sách lại quay sang đáp: "Chị Liên em không có đây. Lúc nãy vừa mới đến sân nhà thờ thì lại phải đi ngay. Nghe chị ấy bảo mẹ em là hãng mỹ phẩm kêu đi gấp." Quốc thở dài quay ra đứng thơ thẩn một lúc trên sân nhà thờ rồi bỏ về. Thật sự thì chẳng có hãng mỹ phẩm nào kêu Liên. Điều đó đã dĩ nhiên rồi. Nàng bỏ nhà thờ không dự lễ hôm nay là vì trên đường đến đây nàng đã khổ sở suy tính về những lời hăm dọa của ông Tư chủ chứa sáng nay. Nàng không ngờ ông cũng biết cả Quốc, và nhất là biết chỗ Quốc làm. Có nghĩa là ông đang nắm con bài tẩy trong tay, nắm cái chìa khóa bí mật của đời nàng và sẵn sàng phun ra cho Quốc biết nếu nàng không chiều ý ông mà tiếp khách lần cuối. Rằng co suy nghĩ mãi, cuối cùng nàng đành gạt nước mắt, chạy đến gặp ông, nghĩa là trở về căn nhà tội lỗi cũ mà nàng giã từ đã gần 3 tháng nay. Nàng đậu xe xa xa rồi nhớ nhác nhìn quanh trước khi bước xuống và đi nhanh lại. Hai ba người hàng xóm đang đứng trước sân vô tình đưa mắt nhìn nàng, làm nàng thấy xấu hổ, cắm đầu bước nhìn xuống chân. Khu chung cư này, căn nhà số 12 kia, nàng đã vào ra cả trăm lần mà hôm nay tự dưng thấy xa lạ lắm, như đang đi lạc vào một miền đất mà nàng chưa đặt chân đến bao giờ. Nàng đẩy cửa bước vào. Rất may trong nhà không có khách ngồi đợi, chỉ có ông Tư đang ngồi một mình ở phòng khách trước màn ảnh truyền hình. Thấy nàng, mắt ông sáng rực, ông đứng bật dậy hài lòng nói: "Anh tưởng em không tới. Chà, mới có mấy tháng không gặp mà bữa nay thấy em đẹp hẳn ra, đẹp nhiều lắm. Em lên cân chút đỉnh phải không?" Vừa nói ông vừa đăm đăm nhìn nàng, như tiếc nuối bấy lâu nay đã không ngủ với nàng. Liên nghiêm mặt đáp: "Em bận lắm, phải đi ngay. Ba má em đang chờ ở nhà. Đâu, ông khách của anh đâu? Đi thì đi liền đi, để em còn về nữa. Mà em nói dứt khoát với anh Tư rồi đó, lần này là lần cuối cùng. Từ nay anh Tư đừng có kêu em nữa. Anh Tư thề với em đi." Ông Tư khoan thai mỉm cười rồi nói: "Anh hứa với em lần này là lần chót. Anh hiểu đời quá mà em. Hai năm nay gặp em ngoài đường, anh còn quay mặt đi chỗ khác mà. Anh đâu có muốn người ta biết là em quen anh. Nghề này đâu có tương lai. Anh biết chứ. Nghe em sắp lấy chồng mà lại lấy người có ăn học, anh mừng cho em." Liên ngắt lời: "Vâng, em cảm ơn anh Tư nhiều lắm. Nhưng mà ông khách của anh đâu? Em phải đi bây giờ. Sao anh Tư nói với em là ông ấy đang đợi ở đây mà. Em đâu có thì giờ đâu." Chủ động vẫn từ tốn tiếp: "Anh đâu có xạo em. Ông ấy ngồi chờ em từ sáng tới giờ đấy. Tại em nói là em không tới, anh đành phải xin lỗi ông ấy. Rồi anh kêu con Cúc." Hai người, tức là ông vừa đem con Cúc đi rồi. Mới ra thì em phục. Liên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là hên cho em quá. Bây giờ thì em chào anh Tư em về nha. Anh Tư à, từ nay đừng có liên lạc với em nữa." Chủ động giơ tay ngăn lại, âu yếm nhìn Liên và vênh mặt nói: "Khoan em. Đằng nào em cũng đã bỏ công đến đây, không lẽ anh lại để em về tay không? Em làm việc với anh gần 2 năm, anh chưa có gần em lần nào. Bữa nay anh muốn nằm với em một lần cho có chút kỷ niệm trước khi em lên xe hóa." Liên lặng người trố mắt nhìn ông Tư, mồm há ra nhưng không nói được lời nào. Chủ động thản nhiên tiếp:
anh cũng trả em 100 như người ta, chứ không có để em thiệt thòi đâu. Em biết tính anh mà, có bao giờ chưa gác em út đâu. Rồi ông tiến lại khoác vai nàng và lôi vào buồng. Liên đẩy ông ra, hét lên và chạy lao ra cửa. Anh Tư, anh nói gì kỳ cục vậy, em không có bằng lòng đâu. Nhưng ông Tư nhanh chân chặn nàng lại và điềm tĩnh bảo: Tùy em muốn sống yên ổn với thằng Quốc thì vô đây với anh. Làm lý mà lấy được chồng kỹ sư là nhất rồi còn gì nữa. Thôi đi vào với anh. Không ạ, ngày mai anh phone ngay cho thằng Quốc. Em nằm với cả ngàn thằng rồi, thêm mình anh nhăm nhò gì. Nước mắt Liên trào ra, chảy thành dòng trên hai gò má. Nghĩ đến Quốc và cuộc sống đôi lứa mai sau, Liên sụt sùi khóc và tuyệt vọng theo ông Tư quay vào căn buồng cũ. Căn buồng mà nàng đã nằm với Thăng ngày trước. Nửa giờ sau, ông Tư ngồi dậy mặc quần áo. Liên vẫn nằm yên quay mặt vào vách. Ông Tư moi túi lôi ra một nắm tiền quắc lên giường và bảo: Đây, anh trả em 100. Với lại nhân